Sao không về nhà đi, lọ mọ đây làm gì? Em cũng chỉ muốn xem là cái dàn khí canh nó vận hành như thế nào thôi. Anh Hồ, cô muốn biết gì thì cứ hỏi, không tự ý như vậy. Chết tôi rồi. Ôi, không ra cái góc đổ rác đâu. Trời lạnh lắm. Hà với Trâm Anh đến chỗ của anh Công rồi. Đến làm gì? Đến để bắt quả ta à? Anh nhanh nhanh nhá, mình em không cản được hai người đâu ấy. Có thế này thôi mà cô không tả chính xác là mất công tôi lên đây. Tôi về nhà ngủ đi. Anh Công, thấy chưa, phải quay video về để làm bằng chứng, chứ không là chị Phương chị sẽ cứ tin tưởng mù quáng ấy. Thật ra em gọi anh đến đây vì việc khác. Việc gì? Hai người ở đây từ lúc nào? Hai người có nhìn thấy chuyện vừa xảy ra ở trong kia không? Có nhìn thấy không? Có thấy. Okay. Có. Nhưng mà phải bình tĩnh. Chuyện này để cho đàn ông giải quyết. Bây giờ hai chị em vào trong đấy làm loạn lên, mọi việc nó sẽ tệ hơn chứ không giải quyết được việc gì cả. Tại sao nữa không giải quyết được? Ít nhất mình đi vào trong đó, mình phải chấm dứt ngay cái chuyện đang diễn ra. Sau đó cái con đấy nó phải bị một cái tát. Và cả anh Công nữa, anh Công cũng phải bị một cái tát. Cô láo. Tát ai? Anh vừa nói ai láo? Trâm Anh, bình tĩnh đi em, đừng để bị cuốn theo cảm xúc của chị ạ. Tại sao phải bình tĩnh? Tại sao? Vì người đàn ông trong kia là anh của hai anh, cho nên hai anh bất chấp để mình đúng sai, đúng không? Em đừng có nhầm lẫn. Bây giờ bọn anh không hề nói là việc anh Công làm đang là đúng. Và ở đây không có ai bênh ai cả. Em hiểu chưa? Thì nếu mà không ai bênh ai, tại sao anh không cho em đi vào trong đấy? Chị Phương là gì của hai anh? Là gì? Rốt cuộc chị Phương vẫn là người dưng, là người khác máu tanh lòng. Em không thể tin được, kể cả anh cũng dung túng cho cái thứ ở trong kia. Nếu như anh Thành và Danh không đi vào trong đấy được, thế thì chị em mình sẽ đi vào trong đó để giải quyết mọi chuyện. Ôi, hai cái đứa này hay thật đấy. Chị Phương là chị của anh, anh Công là anh trai của anh. Nếu em đang cảm thấy tồi tệ một thì anh cảm thấy tồi tệ 10 thế này. Bây giờ hai chị em vào đấy làm gì? Chửi nhau đánh ghen làm mầm lên à? Rồi sao? Chị Phương cảm thấy đỡ tồi tệ hơn không? Hay là đau gấp đôi? Nếu như với tính của anh Công, nếu như mà anh Công mình đã muốn bỏ chị Phương thì những việc mình làm đều vô nghĩa cả thôi. Em không tin. Anh nói gì đấy? Anh Công đã bảo không có gì cả, tức là không có gì cả. Danh, hai người vừa nhìn thấy những gì xảy ra ở trong đấy. Hai người họ đang hôn nhau. Mà nếu như mắt của mình nhìn thấy thì có nghĩa nó là sự thật. Mà nếu như nó là sự thật thì em phải tin vào cái điều đó chứ. Sao mình lại bảo là em không tin vào không có chuyện đấy? Bây giờ em với anh Thành sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh Công. Còn bây giờ chị làm ơn chị đi về đi. Và từ giờ đến lúc đấy, cấm không ai được làm ảnh hưởng gì đến chị Phương và tất cả những người ở trong nhà. Cậu làm ơn cậu biết suy nghĩ dùm tớ cái. Em không hiểu. Em thương chị Phương, em chỉ muốn làm mọi thứ để em đòi lại công bằng cho chị Phương. Tại sao cái điều đó lại bị mọi người nói là thiếu suy nghĩ? Tại sao? Chị Hà, về. Không. Nghe em. Em đợi em không? Tao xin mày đấy, mày có muốn hai đứa nó về rồi làm ầm ĩ nhà lên không? Nói chuyện đi đã, giải quyết xong xuôi đàng hoàng tử tế xong rồi về. Bây giờ tâm lý cả hai đứa nó đều đang không ổn định, bây giờ nó đi đường xảy ra vấn đề gì mày chịu nhá. Hôm nay chị em mình coi như không nhìn thấy gì cả.
Nhưng mà giấu chị Phương như thế chị thấy sai lắm. Anh Thành với anh Danh nói là sẽ giải quyết, mình cứ đợi đã. Dạ. Không nghe không nhìn thấy gì cả. Hai đứa làm gì mà về muộn thế? Chị chưa ngủ à? Ừ. Chị đang ngủ rồi. Có khách gọi lấy hàng sáng sớm mai nên chị xuống kiểm tra. Em buồn ngủ quá. Cả tối vừa rồi mình chạy ở ngoài đường vừa mệt vừa chả có tác dụng gì cả nhỉ. Xong rồi bị gió làm cay hết cả mắt. Đấy, chị đã bảo rồi là không cần thiết, nhưng mà không chịu nghe. Em đi ngủ luôn đây, sáng mai em làm sớm. Đi, chị ngủ luôn nhé.